Để tiếp nối chương trình thì em xin cover bài hát mà em rất thích mà cũng siêu kinh điển của chị Alicia Keys, If I Ain't Got You ạ. Em có thể xin mọi người một tràng vỗ tay to hơn nữa được không ạ? Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Hy vọng là mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc.